là cái bạn mở bài ra mình bắt đầu bài mới ha. Này, các bạn lập bài khó thở thanh quản. Thứ nhất là các bạn nêu được các cái nguyên nhân của khó thở thanh quản, các cái nguyên nhân của khó thở thanh quản. Cái thứ hai là các cái triệu chứng cũng như là các tiêu chuẩn chẩn đoán khó thở thanh quản, các cái giai đoạn của khó thở thanh quản, kể được các cái biện pháp xử trí, và trong đó các bạn nói được cái điều trị viêm thanh quản cấp là chủ yếu, là các cách phòng bệnh. Thì khó thở thanh quản là một hội chứng rất thường gặp nha. Rất thường gặp, mà trong đó viêm thanh quản cấp là một bệnh lý thường gặp ở trẻ em từ 3 tuổi cho tới 3 tháng. Một số sách thì nó xin lỗi 6 tuổi tới 3, 6 tháng tới 3 tuổi, một số thì nói từ 6 tháng tới 6 tuổi thì tùy theo từng sách. Tuy nhiên thông thường là từ khoảng 6 tháng tới 3 tuổi là cái đỉnh của cái bệnh viêm thanh quản cấp ở trẻ em, và bệnh này rất dễ dễ gặp và đứng hàng thứ hai trong các cái bệnh lý hô hấp ở trẻ em. Có nhiều nguyên nhân khác nhau có thể gây khó thở thanh quản, và có một số các cái nguyên nhân có thể gây tử vong. Ví dụ như trước đây năm 1980 mấy, năm 1970 mấy, thì cái bệnh lý bạch hầu chẳng hạn, thì bây giờ mình gần như rất rất là hiếm gặp. Nó có thể gây tử vong, bạch hầu thanh quản nó có thể gây tử vong, uốn ván nó có thể gây tử vong, nhưng các cái tỷ lệ bệnh đó nó ít gặp. Nhưng bệnh lý mà dị vật đường thở thì cho tới hiện nay mặc dù nó ít nhưng vẫn còn là một trong những cái nguyên nhân có thể gây tử vong ở trẻ em. Viêm thanh quản thì cũng có. Trước đây thì một cái bệnh lý ở đường hô hấp trên, ví dụ viêm nắp thanh môn cấp, là một bệnh lý rất là nặng và có thể gây tử vong ở trẻ em nếu chúng ta xử trí không kịp. Và chính vì vậy mà cái tình trạng khó thở thanh quản này cần được phải được xử trí nhanh và kịp thời. Rồi, thanh quản là cái cơ quan phát âm ai cũng biết rồi, và thở, và nằm ở thanh hầu. Các bạn ghi hay là gạch đích giùm tôi, thanh quản nó nằm ở vị trí từ đốt sống C3 tới C6. Cái phần này có hỏi vậy các bạn, các cái năm trước thì các bạn thi viết, nhưng bắt đầu từ năm nay thì các bạn đã bắt đầu thi cái gì, thi trắc nghiệm rồi, cho nên ghi một số các cái điểm nhà sau giùm tôi là đốt C3 tới C6 nha, nói phần hầu với khí quản nha, phần trên là hầu, phần dưới là khí quản. Thanh quản thì nó phát triển cùng với sự phát triển của bộ máy sinh dục. Chính vì vậy mà các bạn trai, các bé trai thì nó có cái tình trạng thay đổi cái cơ quan sinh dục do cái ảnh hưởng của nội tiết, thì cái phần tiếng, cái giọng nói của bé nó cũng có sự thay đổi, sự thay đổi theo, giọng ồm ồm hơn, vỡ tiếng ra nam tính hơn, đó là do cái ảnh hưởng của nội tiết. Các cái nhóm cơ thì nó có những cái nhóm cơ làm hẹp cái thanh môn và nhóm cơ làm rộng thanh môn, thì thôi cái phần này các bạn không cần phải nắm, mình đã qua. Dây thần kinh
thì cái thần kinh chi phối thanh quản là do hai thay dây thần kinh thanh quản trên và thanh quản dưới, và cả hai dây thần kinh này nó tách ra từ dây thần kinh 10. Và chính vì vậy mà khi có tình trạng kích thích dây thần kinh 10, ví dụ như khói, bụi, thuốc lá, hoặc có tình trạng kích thích bởi cảm xúc, ví dụ như ho nhiều quá hay là xúc động nhiều quá, nó có thể gây kích thích làm co các cái dây thanh âm lại, và là mình có cảm giác giống như mình nghẹt thở. Dây thần kinh mà thanh quản trên nó cảm giác cho vùng ở phía trên ở các cái nếp thanh âm và vận động của cơ nhận giác, còn cái dây thần kinh mà thanh quản dưới hay còn gọi là dây quật ngược thì nó chi phối vận động cho các cái cơ ở thanh quản và cái cảm giác từ nếp âm trở xuống. Thần kinh giao cảm của thanh quản nó tách từ các cái hạch giao cảm ở cổ giữa và cổ trên nha. Thì cái này các bạn phải nắm, cái phần slide này các bạn phải chú ý nha. Rồi phần này tôi xin lướt qua. Rồi khó thở thanh quản thì các bạn thấy rất rất là nhiều nguyên nhân, mà cái nguyên nhân thường gặp đầu tiên đó chính là các cái tình trạng viêm nhiễm. Thì đầu tiên phải kể tới virus, thì virus gây cái crup hay còn gọi là viêm thanh quản cấp. Như nãy giờ tôi nói, đó là cái bệnh lý rất thường gặp ở trẻ em ha. Thường đa phần là nhẹ, nhưng một số trường hợp nó có thể nặng. Vi khuẩn, ví dụ như mới nãy nói là Haemophilus influenza, nó có thể gây viêm nắp thanh môn, và đây là một cái tình trạng bệnh rất nặng ở trẻ em. Trước đây có thể gây tử vong, nhưng tỷ lệ viêm nắp thanh môn bây giờ rất ít và gần như là không có. Thường là cũng do mình điều trị kháng sinh sớm cũng như cái tình trạng chích ngừa cũng nhiều, cho nên tỷ lệ viêm nắp thanh môn do Haemophilus influenza gần như là biến mất tiêu. Cúm cũng là một trong những cái nguyên nhân gây viêm thanh quản. Do sởi, như mới nãy nói bạch hầu, lao, uốn ván, thì uốn ván nó không gây viêm nhiễm mà nó gây tình trạng co thắt, thì các bạn thấy ở phía dưới. Thứ hai phải kể đến đó là dị vật đường thở. Thì cả trẻ em rất dễ bị hóc các cái dị vật, ví dụ như cái hạt, những cái món đồ chơi. Và chính vì vậy mà các bạn thấy đồ chơi mà ở những cái nước phương Tây, người ta ghi rất rõ là cái độ tuổi có thể chơi được trên cái hộp của cái đồ chơi đó, chứ không phải giống như mình là muốn chơi cái gì chơi, muốn thấy cái gì đẹp đẹp sang sang là cứ mua về mà không quan tâm tới cái tuổi ghi trên đó. Hoặc là một số đồ chơi Trung Quốc thì nhìn rất là đẹp nhưng mà không có ghi rõ được cái độ tuổi có thể chơi. Và như các bạn thấy là ngay cả cái viết bích của nước ngoài thì các bạn thấy cái nắp của cây viết bích, cái đầu của cái nắp cây viết bích nó có một cái lỗ, thì đó là người ta suy nghĩ luôn tới cái tình trạng là em bé này nó chơi, nó học gì đó, nó cắn mà vô tình vì lý do gì nó hấp vào trong, thì những cái em bé đó vẫn còn có thể thở được. Người ta tính tới những cái mức là như vậy. Các bạn thử anh xem thử các cái viết bích mà của nước ngoài nó có không, ở Việt Nam thì không có đâu, nhưng cái viết bích mà của nước ngoài là cái đầu của cái nắp của cái viết là nó có cái lỗ ha. Có thể do chấn thương thì cái này biết rồi, còn đụng dập ở cái phần cổ nó sẽ gây phù nề và làm chích hẹp cái phần vùng thanh quản. Các cái khối u, và thường nhất là các cái khối u về mạch máu ha, bướu của tuyến giáp, nó sẽ gây chèn ép hoặc là những cái bướu xâm lấn, nó có thể gây hẹp lòng của cái thanh quản. Thì đối với cái bướu này thì đây là một cái bệnh hiếm gặp. Tuy nhiên một cái bướu mà do bướu máu thì các bạn thấy nếu mà một bệnh nhân mà có bướu máu hay là cái mà dạng như nốt ruồi son ở trên người mà nhiều quá, thì những bệnh nhân đó các bạn nên mà có cái tình trạng khó thở thanh quản nữa thì các bạn hãy nghi ngờ là bệnh nhân có một cái bướu máu ở vùng thanh quản, nó có thể gây chèn ép và gây khó thở thanh quản. Do liệt thần kinh vận động thanh quản, do tình trạng là chấn thương, cũng có thể do bệnh viêm nhiễm của cái thần kinh, nó cũng có thể gây cái tình trạng khó thở thanh quản. Dị tật, ví dụ như mềm sụn thanh quản, đây là một cái tật thường là nhẹ ở trẻ sơ sinh,
cho tới 6 tuổi, xin lỗi 6 tháng ha, mà các bạn đi ở nhi các bạn sẽ dễ gặp cái tình trạng này ha. Các bạn chú ý, bệnh nhân bình thường hết nhưng mà thở, nó có khó thở thì hít vào, thở lâu lâu nghe vậy đó, lúc thì có lúc thì không, tư thế này thì có tư thế kia thì không, lúc bú thì nhiều hơn, lúc nằm ngủ thì ít hơn, thì những trường hợp đó các bạn chú ý có thể nó bị mềm sụn thanh quản hoặc là co thắt cho uốn ván. Dịch tễ học thì thường gặp ở trẻ 6 tháng tới 6 tuổi mà đỉnh của nó là 2. Tuy nhiên có một số sách thì cái số 6 này nó 6 tuổi nó chỉnh thành 3 tuổi tùy. Thường xuất hiện ở vào mùa lạnh và tỷ lệ là nam nhiều hơn nữ. Một số nơi nó khoảng 1,4, một số nơi 1,5 trên 1 thì nó khoảng 3 trên 2 đó. Nó có liên quan tới các cái dịch cúm, ví dụ như là tình trạng nhiễm parainfluenza tiếp 1, tiếp 2 hoặc adenovirus hoặc là RSV. Ở một số trẻ thì nó có thể có yếu tố gia đình, có nghĩa là khi nó bị thì tự nhiên các anh em của nó cũng thường hay bị kèm theo, và có một số bé thì nó có cơ địa là nó bị, nhưng mà nó bị nhiều lần, cứ mỗi lần nhiễm siêu vi đường hô hấp là nó có thể bị viêm thanh quản. Thì đây là cái phần mà các bạn cần phải chú ý nha. Bệnh nhân sẽ viêm ở vùng này, mà vùng này thì sao ạ, nó rất là dễ hẹp ha, rất là dễ hẹp, và chính vì vậy mà nó sợ khi mà hẹp thì nó sẽ dẫn tới tình trạng khó thở. Dây thanh âm, cái vùng này ở trẻ càng nhỏ thì nó càng hẹp, nhưng thanh quản thì nó lại có nhiều mạch máu. Nếu các bạn nhớ lại giúp giùm tôi cái phần bài của nhi một, đặc điểm bộ máy hô hấp về giải phẫu và sinh lý á, thì nhiều mạch máu, và chính vì vậy khi có viêm, có tình trạng viêm nó lại phù nề, mà đường kính nó hẹp mà nó lại phù nề nữa, nó dẫn tới cái diện tích ở cái phờ vùng này nó sẽ rất là nhỏ và bệnh nhân rất dễ bị suy hô hấp. Và chính vì vậy mà các bạn thấy tại sao ARI hay NCI đều giống nhau hết, lại nói gì các bạn, nếu bệnh nhân có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân hoặc thở rít khi nằm yên hoặc là rút lõm ngực nặng thì tôi phân loại là bệnh rất nặng hoặc viêm phổi nặng. Thở rít khi nằm yên đâu có liên quan tới cái phổi, đúng không ạ, nó của hô hấp trên, nhưng ở phía trên này nó chỉ có một đường đi vào thôi, mà nếu nó chích hẹp thì rất là nguy hiểm, cho nên người ta gom nó lên trong cái nhóm là bệnh rất nặng hoặc viêm phổi nặng. Về lâm sàng thì các bạn thấy của viêm thanh quản á, thì thường bắt đầu bởi các cái triệu chứng của nhiễm siêu vi đường hô hấp trên, và bệnh nhân có sốt, có ho, có sổ mũi, có chảy nước mũi, một số trường hợp virus có độc lực cao hoặc bệnh nhân sức đề kháng kém hoặc là nhiễm cái lượng virus nhiều, cái tải lượng virus nó nhiều thì bệnh nhân diễn tiến rất là nhanh, và diễn tiến trong thời kỳ khởi phát mà càng nhanh thì tình trạng bệnh càng nặng. Sau đó thì bệnh nhân sẽ có các cái triệu chứng khó thở thì hít vào, khó thở thì hít vào, khó thở thì hít vào, cho nên thường giai đoạn đầu bệnh nhân sẽ khó thở chậm, hít từ từ vào rồi mới thở ra, hít từ từ vào và thở ra. Có nghe được tiếng rít thanh quản, thì tiếng rít thanh quản đó bà học bài MCI rồi đó, nó thở như vậy, và có cái co kéo các cái cơ hô hấp, ví dụ như ở họng ức, ở trên, ở dưới, nặng hơn có thể kèm luôn cả rút lõm ngực. Các cái triệu chứng phụ khác đi kèm, ví dụ như khan tiếng hoặc là mất tiếng, thì đối với trẻ nhỏ thì cái tình trạng hẹp và khan tiếng nó đi song song, nhưng đối với trẻ lớn hơn thì cái tình trạng khàn tiếng và khó thở thì nó không có song hành, bởi vì lúc này cái diện tích của cái vùng đó nó là tương đối lớn rồi, nó có thể gây khàn tiếng do cái dây thanh âm của bệnh nhân nó giảm hoạt động, nhưng cái diện tích mà để cho bệnh nhân hít thở thì nó tương đối còn rộng, vì vậy nó không có tương xứng giữa mức độ siêu hấp khàn giọng. Nhưng trẻ em thì khàn giọng, thở rít và siêu hấp nó có sự tương ứng với nhau, đầu gật gù theo nhịp thở,
Và nếu như bệnh nhân thở mà các bạn thấy hả miệng thì thấy có sụn thanh quản nó nhô lên hoặc là phập phồng cánh mũi. Khi gặp một bệnh nhân có khó thở thanh quản thì cái động tác đầu tiên là các bạn phải hỏi liền cái hoàn cảnh khởi phát của bệnh nhân, là bà ơi nó bị làm sao, bao lâu rồi, có tình trạng này nhanh hay chậm, mới đây hay không, nó đương làm cái gì mà nó bị cái tình trạng này, để chúng ta tìm coi bệnh nhân có hội chứng xâm nhập hay không, bệnh nhân có ho sặc sụa hay không, có bị tím tái hay không, có bị khàn tiếng đột ngột hay không, để chúng ta loại trừ được là bệnh nhân bị nuốt dị vật, khóc dị vật. À, nếu như bệnh nhân có thêm cái triệu chứng của nhiễm trùng, có tình trạng khó nuốt thì coi chừng nó là viêm nắp thanh môn ha. Và viêm nắp thanh môn là tình trạng bệnh nặng nhiễm trùng do Haemophilus influenzae type B, thì lúc đó chúng ta phải điều trị ngay bằng kháng sinh ha. Còn nếu như bệnh nhân đã bị thở rít kéo dài, khó thở thanh quản kéo dài thì chúng ta phải nghiêng về những cái nguyên nhân khác, không phải do viêm nhiễm, ví dụ có u hay không, có dị vật hay không, à, có bất thường về thần kinh hay không. À, đối với khó thở thanh quản thì người ta phân độ là độ 1 là khàn tiếng, à, thì khóc thì nói, tiếng ho thì còn trong hay là sọ xè gì đó, khó thở thì chưa rõ, tiếng rít thanh quản thì nhẹ, à, và toàn trạng thì chưa bị ảnh hưởng. Tới độ 2 thì bắt đầu bệnh nhân mất tiếng, nói không rõ và ho ong ổng, người ta gọi là barking cough ha, thì dịch chỉ chó sủa nhưng mà ăn ẳng cái giọng hơi ăn ẳng vậy đó, tôi xin lỗi. À, còn khó thở bắt đầu rõ hơn, tiếng rít thanh quản rõ và bắt đầu có co kéo cơ hấp. Và cũng tương tự như vậy thì các bạn thấy bệnh nhân thở kích thích hơn, vật vã hơn. Độ 1 thì khi có tiếng thở rít khi nằm yên, còn bắt đầu độ 2 là mất mất bù rồi đó, bệnh nhân thở kích thích tím tái. Đối với độ 3 thì mất tiếng hoàn toàn, không khóc không có rõ tiếng, nói không thành tiếng và không còn ho được nữa nha. Khó thở dữ dội, thiếu oxy, tím tái, à, vật vã kích thích hoặc là da xanh tái. Thì đây là cái bảng để giúp các bạn phân biệt group là viêm thanh quản cấp ha. Viêm nắp thanh môn là cái tình trạng viêm do Haemophilus influenzae và dị vật đường thở nha. Thì dựa vào cái tình trạng khởi phát, dựa vào toàn trạng, dựa vào mức độ sốt, tính chất sốt, tình trạng đau họng, giọng nói cũng như cái tình trạng uống nước hay là bú của bệnh nhân để chúng ta phân biệt. Thì đối với group thì thông thường nó diễn tiến từ từ, trong khi viêm thanh quản thì nó đột ngột. Trong group thì thường nó toàn trạng nó tốt và sốt thì thường nhẹ, dấu hiệu nhiễm trùng thì ít, nó không có nhiễm trùng đa phần là siêu vi. Còn bên viêm nắp thanh môn thì nó sốt cao, nhiễm trùng nhiều, toàn trạng nó xấu và nó xấu đi nhanh. À, tình trạng đau họng của group thì thường không có, nhưng viêm nắp thanh môn thì có, giọng nói khàn trong group là viêm thanh quản cấp á, còn bên kia là dấu hiệu ngạt do cái nắp thanh môn nó bị viêm, nó bị phù nề, cho nên lúc nào nó cũng có khuynh hướng là nó đẩy cái đường thở lại, bệnh nhân nó sẽ ngạt, và chính vì vậy bệnh nhân sẽ có cái tư thế ngồi nó khác biệt để giúp cho anh sao cái nắp thanh môn nó không có đậy lại cái khí quản, không uống được. Các bạn thấy là cái nắp thanh môn sao viêm mà, cho nên là sao các bạn, à, nó sẽ ảnh hưởng tới cái vận động của cái nắp thanh môn, mà khi vận động giảm thì bệnh nhân uống nuốt sẽ rất là khó nha. Còn dị vật đường thở thì thường không có dấu hiệu nhiễm trùng, toàn trạng trước đó bệnh nhân thì tốt, nhưng đột ngột nó có cái tình trạng ho sặc sụa, tím tái, khó thở một cách cấp tính, có khàn giọng thì các bạn phải loại trừ giúp giùm tôi coi có bệnh nhân có vấn đề gì đặc biệt hay không. Rồi, về các cái cận lâm sàng thì các bạn thấy thứ nhất phải làm được công thức máu nha, đối với những trường hợp mà nhập viện, bởi vì nó là thường quy chứ thật sự ra không có giúp ích gì được cho mình nhiều nha. Còn nếu như chúng ta nghi ngờ nó là viêm nắp thanh môn thì chúng ta có thể coi cái bạch cầu của bệnh nhân bao nhiêu,
tỷ lệ nitro và lympho như thế nào để chúng ta phân biệt. À, nếu nitro cao, bạch cầu cao, bệnh nhân toàn trạng đó xấu, à có khả năng viêm nắp thành mô. Nhưng nếu tươi tỉnh bình thường, bạch cầu tăng nhẹ, lympho tăng nhẹ thì có khả năng siêu vi, thì như vậy có thể là viêm thanh quản cấp. Chụp X-quang thì không có cần thiết nha. Nhưng nếu bệnh nhân vừa có tổn thương đường hô hấp trên, vừa tổn thương hô hấp dưới, ví dụ như viêm phổi, thì các bạn hoàn toàn được quyền chụp X-quang phổi để đánh giá cái tổn thương kèm theo. Thì trong quá trình đánh giá, chúng ta có thể dựa vào cái hình ảnh là nóc nhà thờ của cái viêm thanh quản. À, tuy nhiên không phải trường hợp nào chúng ta cũng thấy. Ngược lại, nếu có thấy hình ảnh nóc nhà thờ thì đôi khi nó có thể là một cái bệnh lý khác. Ví dụ như bệnh nhân bị ngạt mà do cái CO, nó cũng có thể gây viêm, và nó cũng có hình ảnh cái nóc nhà thờ. Còn nếu như bệnh nhân có cái hội chứng xâm nhập sau đó lại hết, mà các bạn nghi ngờ bệnh nhân bị dị vật, thì đôi khi chúng ta chụp cái X-quang phổi hai thì hoặc nhiều phim liên tục để coi cái vị trí tổn thương hoặc cái vị trí ứ khí có cố định ở một cái vị trí nào đó không. Nếu có thì cẩn thận, có khả năng là cái dị vật nó đã lọt xuống cái đó rồi, thì chúng ta phải có biện pháp xử trí. Trong trường hợp mà có giả mạc ở vùng họng thì coi chừng có bạch hầu hay không. Tuy nhiên tỷ lệ bạch hầu ở các cái vùng mà chích ngừa, các cái thành thị, vùng quê thì cũng ít luôn, cũng ít, chích ngừa cũng tốt. Chỉ có một số, hiện tại bây giờ người ta vẫn còn phát hiện ở có một số vùng cao nguyên dân tộc thiểu số, thì do cái tỷ lệ chích ngừa còn thấp cho nên là một số nơi còn cái tỷ lệ bạch hầu. Nhưng bạch hầu thì thường gây tử vong không phải chỉ do cái tình trạng bít tắc đường thở, mà do độc tố của bạch hầu nó gây tình trạng viêm cơ tim và bệnh nhân tử vong vì lý do đó. Rồi các cái xét nghiệm khác với thanh chẩn đó thường không làm, ví dụ như virus, ví dụ như bây giờ các bạn thấy corona đâu có ai làm huyết thanh chẩn đó nha, mà người ta phết tìm nguyên kháng nguyên hoặc là PCR tìm kháng nguyên. Xử trí thứ nhất là phải loại bỏ được cái dị vật, phải loại trừ được dị vật, bởi vì cái này là nguy hiểm. Rồi sau đó chúng ta phải xử trí là thông đường thở, thở oxy để đảm bảo tình trạng oxy, tìm và điều trị nguyên nhân cũng như là xử trí các cái biến chứng. Thì đây là cái điều trị viêm thanh quản cấp. Thì đối với những trẻ mà độ 1 thì các bạn thấy là không cần phải điều trị gì nhiều, chủ yếu là theo dõi và điều trị các cái triệu chứng như ho, hạ sốt. Thì các bạn cho bệnh nhân ăn uống như bình thường, chia nhỏ các cái cữ ăn để tránh bệnh nhân ho mà nó làm trào ngược hoặc là nó ói, là bệnh nhân phải hít sặc vào trong phổi thì nguy hiểm. Sử dụng các cái thuốc ho dân tộc, hạ sốt bằng paracetamol thông thường, hạn chế sử dụng các cái hạn chế sử dụng hạ sốt bằng cái aspirin. À, hướng dẫn bà mẹ chăm sóc trẻ tại nhà và cũng tương tự hướng dẫn các cái dấu hiệu cần phải đi đến khám lại ngay. Ví dụ như thở nhanh hơn, co lõm ngực, thở rít khi nằm yên thì phải đi khám lại. Độ 2A thì chúng ta có thể điều trị ngoại trú nếu nhà gần, hoặc là chúng ta cho điều trị tại bệnh viện buổi sáng nếu ổn, thì chiều tối mình cho mình ăn về. Rồi thì sử dụng thuốc là dexamethasone 0,15 mg trên ký, maximum có thể là 0,3 cho tới 0,6 mg trên ký, có thể thay thế bằng prednisone. Tuy nhiên dexamethasone thường nó dễ uống hơn prednisone, prednisone nó đắng. À, và người ta nghiên cứu trong cái mức độ trung bình này thì dexamethasone dạng uống hay dexamethasone dạng chích thì tương đương với nhau, không có cái sự khác biệt, cũng tương tự điều trị sốt và điều trị khó thở. Trước khi bệnh nhân về để được điều trị ngoại trú thì chúng ta phải hướng dẫn người nhà xử trí ở tại nhà, ví dụ như sốt, ví dụ như ho là các cái dấu hiệu mà bệnh nhân cần phải quay lại lại ngay. Trong trường hợp bệnh nặng thì chúng ta phải cho bé nằm yên, thì ở đây là hạn chế kích thích em bé, bởi vì nó khóc nó sẽ làm tăng thêm cái tình trạng phù nề của bệnh nhân, hay nó làm tăng thêm cái tình trạng phù nề của bệnh nhân và nó lại làm hẹp thêm
và nó lại kích thích bệnh nhân thêm. Vì vậy hạn chế kích thích, giữ yên em bé, cho thở oxy để đảm bảo được cái SpO2, SaO2 92-96%, tốt nhất là trên 94. Khi dùng adrenaline thì chúng ta sẽ pha ha, thì trước đây thì người ta khuyến cáo là pha, nhưng bây giờ người ta sử dụng luôn là adrenaline nguyên chất từ 3-5 ml tùy theo bệnh nhân. Thì thường là người ta thả, người ta tính là 0.5 ml một lần. Rồi sau đó cho bệnh nhân khí dung và có thể lặp lại cái liều đó 30 phút tới 60 phút. Tuy nhiên trong những trường hợp bệnh nhân mà bị tim bẩm sinh, ví dụ như tứ chứng pha lô hoặc một số bệnh tim, bệnh lý cơ tim của tâm thất, thì adrenaline các bạn cho khí dung thì nó sẽ gây cái tình trạng co thắt cái đường ra và gây cái tình trạng là đột ngột giảm cái cung lượng của tim. Liều của dexamethasone tim bắp hoặc tim mạch đều được là 0.15-0.6 mg/kg và có thể lặp lại. Trong những trường hợp này thì chúng ta được quyền sử dụng thêm cefotaxim liều 150 mg/kg trên một ngày chia 3-4 lần nếu cần. Ha, đó là cái chúng ta cần phải xử trí, bởi vì có thể có một số nguyên nhân ẩn mà chúng ta chưa thấy, hoặc chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt, hoặc là bệnh nhân có thể lan xuống dưới gây tình trạng viêm phổi. À, riêng ở đây thì nói thêm là nếu các bạn đi lâm sàng thì các bạn sẽ thấy một số bệnh viện bây giờ người ta sử dụng cái budesonid để phun khí dung cho bệnh nhân, phối hợp với cái adrenaline và cái dexamethasone trong điều trị khó thở thanh quản từ độ 2 trở lên. Thì cái budesonid đó là bumecọt đó, người ta sử dụng liều rất là cao, 1-2 mg một lần khí dung nha, và có thể làm 2 lần một ngày để làm giảm cái tình trạng phù nề của thanh quản. Cái chỉ định đặt nội khí quản là khi bệnh nhân có tình trạng tím tái, lơ mơ hoặc có cơn ngưng thở mà các bạn điều trị nội khoa thất bại, phải theo dõi tri giác cái tiếng rít thanh quản, nhịp thở cũng như nhịp tim. Tôi xin lỗi viết nói thêm phần này là khi chuẩn bị đặt nội khí quản cho bệnh nhân thì các bạn phải chuẩn bị cho nhanh, cho đủ các cái dụng cụ trước khi chúng ta đặt nội khí quản. Vì do cái tình trạng siêu hấp này thì các bạn không có cái chuyện mà đưa vô đưa ra, tại cái vùng thanh quản nó đã hẹp, và vì vậy cái việc chọn cái ống nội khí quản cũng phải hết sức chú ý. Mình có cái gì ID bằng 4 cộng với N chia cho 4, thì bình thường ví dụ như 8 tuổi thì 4 cộng với 8 chia 2 là 2, 2 cộng 4 là 8, là 6. Thì trong trường hợp này có thể chúng ta sẽ giảm đi 0.5, có nghĩa là chúng ta chỉ chọn cái cỡ là 5.5 thôi, 5.5 đặt cho bệnh nhân, bởi vì cái nguy cơ mà bệnh nhân có phù nề rất cao và làm hẹp cái lồng, mà nếu chúng ta chọn đúng thì có thể là sẽ gây cái tình trạng là chích hẹp thêm. Thì đặt cái nội khí quản thứ nhất là khó, thứ hai là gây sang chấn, nó làm phù nề thêm. Còn khi chúng ta đặt được rồi, trong điều trị mà chúng ta bắt đầu thấy có cái tình trạng là lít khí, mà đây hay là dễ dùng cái chữ gì xì á, nó bị xì á, xì khí hoặc cái thành của nội khí quản, là bắt đầu mình biết là bệnh nhân này có tình trạng là giảm phù nề rồi, chúng ta có thể cân nhắc tới cái việc là cho bệnh nhân cài máy. Mềm sụn thanh quản thì cái sụn thanh quản và khí quản của bệnh nhân nó bị hẹp và nó mềm. Chính vì vậy mà khi cái luồng khí mà hít vào á, nó sẽ bị gì các bạn, nó sẽ bị di chuyển, nó sẽ bị điều hướng, nó đi không có thẳng, và chính vì vậy nó tạo nên cái tiếng thở rít ở trẻ em. Và vì vậy nó, và thường là gì, khi thay đổi tư thế nó sẽ mất. Các cái tổn thương khác ví dụ như là đứt đường thở do màng ngăn, đây là một cái tật bẩm sinh, cái túi thanh quản, các cái túi nhầy ở thanh quản, hẹp dưới thanh môn bẩm sinh, hoặc là hẹp dưới thanh môn do đặt nội khí quản trong thời kỳ sơ sinh, hoặc là do dịch nhầy, do phân su, do diệt liệt dây thanh âm, đều có thể gây cái tình trạng khó thở thanh quản. Thì đây các bạn thấy bình thường thì cái đường khí đi vào nó trơn láng thì nó không gây tiếng, nhưng do cái thanh quản nó bị mềm nha, nắp thanh quản nó bị mềm, nó gây cái tình trạng
cái dòng khí không có trơn tru và nó tạo nên cái tiếng. Những trẻ tiếng rít, những trẻ nhỏ hoặc trẻ lớn hơn thì nó có thể có cái bệnh lý của nhiễm trùng ha, thường là viêm thanh quản trên nắp thanh môn, bạch hầu, viêm amidan mà gây cái tình trạng quá phát thì nó có thể gây cái hẹp đường thở trên, gây cái tiếng thở rít, gây cái tình trạng nhiễm trùng trong uống ván, trong dị vật hoặc cho chấn thương hoặc có cái tình trạng u bú khác. Thì đối với trẻ mà có cái tình trạng khó thở thanh quản thì các bạn phải xác định thứ nhất là tuổi của trẻ để mà định hướng được cái nguyên nhân, thời gian này là cấp hay mãn, có tình trạng nhiễm trùng hay không có nhiễm trùng, để chúng ta hướng về cái tác nhân, cái nguyên nhân của khó thở thanh quản này là gì. Thứ nhất cấp hay mãn, thứ hai là có nhiễm trùng hay không có nhiễm trùng ha. Rồi sau đó cái mức độ siêu hô hấp để chúng ta phân coi nó là khó thở thanh quản độ 1, độ 2 hay độ 3, và nó có tương ứng với cái tư thế nào hay không, và có cái tình trạng tái phát, có tình trạng viêm phổi tái phát hay không, để chúng ta quyết định nó có bệnh lý kèm theo hay không nha. Chú ý là khó thở thanh quản thì phải được nhập viện khi ở mức độ trung bình cho tới nặng để chúng ta xử trí. Và những tiếng khó thở thanh quản rất nhanh chúng ta phải xử trí sớm, chứ nếu không mình nhận rơi vào siêu hấp rất nhanh. Thì đó là cái nội dung của cái bài chúng ta hôm nay. Do các bạn tương đối đông cho nên là tôi cũng không biết làm sao để trao đổi với các bạn. Bây giờ chúng ta đã tắt hết rồi, chắc là tôi phải sử dụng tới cái chiều cuối thôi, chứ còn bây giờ trao đổi với các bạn thì sẽ khó. Rồi tôi xin lướt qua một số cái câu hỏi ví dụ cho các bạn thôi nha, chứ không có đi hết nha. Chứ bây giờ mà tôi mà tương tác nữa là nó không có thể. Rồi, ví dụ như là trường hợp bệnh nhân có viêm thanh quản cấp, triệu chứng nào sau đây thì cần phải cho nhập viện nha. Thở nhanh, rút lõm ngực thì tùy theo mức độ, nhưng nếu có cơn ngừng thở thì chúng ta phải cho nhập viện. Còn khàn tiếng thì viêm thanh quản đa phần là có khàn tiếng và có ho, thở rít khi nằm yên cũng là một triệu chứng. Tuy nhiên nếu mà xét về mức độ nặng thì cơn ngừng thở sẽ bắt buộc phải nhập viện hơn. Ví dụ vật vã tím tái là một trong những cái dấu hiệu cần phải chỉ định nhập viện cấp cứu trong viêm thanh quản cấp. Điều trị viêm thanh quản thanh khí phế quản cấp thì chọn câu sai. Thì câu B là chỉ định đặt nội khí quản cho tất cả các bệnh nhân là sai ha. Chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp thở oxy, adrenaline, corticoid là dexamethasone và kể cả budesonide là bumicort để điều trị nha. Tuy nhiên là sau khi điều trị không có hiệu quả là nội khoa thất bại thì chúng ta mới nghĩ tới đặt nội khí quản. Nếu bệnh nhân vẫn còn tự thở tốt thì chúng ta điều trị. Rồi câu A là chỉ đơn thuần adrenaline không, thì adrenaline không trong điều trị viêm thanh quản cấp là sao, mà cần phải phối hợp vừa adrenaline, dexamethasone, oxy và cuối cùng mới là đặt nội khí quản và có thể budesonide nếu cần. Rồi điều trị viêm thanh quản cấp thì thứ nhất budesonide được chỉ định khi mà bệnh nhân có chống chỉ định với dexamethasone, ví dụ như bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa
bệnh nhân bị các cái vấn đề về tác dụng phụ của corticoid đường uống thì chúng ta nên sử dụng budesonide, bởi vì tác dụng của nó gần như tương đương với dexamethasone. Còn chỉ định đặt nội khí quản cho tất cả là sai, kháng sinh là sai, bởi vì viêm thanh quản cấp thì chủ yếu là do virus adrenaline, thì lặp lại mỗi 1 giờ trong 3 giờ đầu là sai nha. Tại sao? Cái này là Ventolin trong hen phế quản thì đúng, còn trong viêm thanh quản thì không có, trong 3 giờ đầu mỗi lần một rải không có. Rồi, nguyên tắc điều trị viêm thanh quản cấp chọn câu sai. À, chọn câu sai là gì? Câu D. Tại vì viêm thanh quản cấp đa phần là do siêu vi, cho nên chúng ta sẽ không có điều trị kháng sinh. Trừ những trường hợp mà nhập viện mà chúng ta chưa có rõ phân biệt viêm thanh quản cấp, viêm nắp thanh môn hay là có kèm theo bệnh lý viêm phổi hay không. Rồi, cận lâm sàng nào đây giúp viêm thanh quản cấp với những bệnh lý khác. Thí dụ một bệnh nhân viêm thanh quản cấp nhưng mà không có rõ ràng thì đôi khi chúng ta phải nội soi thanh quản, chúng ta phải CT, chúng ta phải phát hồng thì chúng ta mới có thể phân biệt được. Tuy nhiên, thông thường viêm thanh quản cấp thì không cần xét nghiệm, chúng ta phải dựa vào bệnh sử, dựa vào tình trạng bệnh mà chúng ta có thể chẩn đoán, không cần phải chụp. Đặc điểm nào sau đây để giúp chẩn đoán phân biệt viêm nắp thanh môn và viêm thanh quản? Thì mới nãy chúng ta nói rồi, viêm nắp thanh môn là do gì các bạn? Nhiễm trùng, do vi trùng, chủ yếu là Haemophilus influenza. Viêm thanh quản do virus. Viêm nắp thanh môn không do CV và thường xuất hiện nặng vào ban đêm. Lứa tuổi thường mắc viêm nắp thanh môn cấp là dưới 3 tháng. Sai rồi ha. Viêm nắp thanh môn sốt cao hơn thì cái câu này đúng nhưng chưa có rõ. Viêm họng, phát họng là tiêu chuẩn vàng thì không đúng nha. Viêm nắp thanh môn không do siêu vi. Rồi, ta câu 10 nghỉ ha. Rồi, đặc điểm sau đây giúp chẩn đoán phân biệt viêm nắp thanh môn cấp với viêm thanh quản cấp, đó là gì ạ? Chọn câu sai. Mấy cái phía trên thì các bạn sẽ thấy là phát họng không có giúp chẩn đoán phân biệt được. Rồi, đặc điểm nào sau đây giúp chẩn đoán phân biệt là cũng câu đó, thì các bạn thấy trẻ viêm nắp thanh môn có nhiễm trùng, có chảy nước bọt, có nốt nghẹt, hay là do cái tình trạng cái nắp thanh môn nó bị viêm, nó cử động nó khó ha. Và chính vì vậy nuốt nghẹn hay là khó bú là một trong những cái chú ý và do nhiễm trùng. Rồi, thì đó là những cái mà chúng ta cần phải chú ý trong cái bài này. Hình như là tôi còn một số câu nữa. Rồi, câu cái này tôi khỏi xe đi ha. Tôi đọc các bạn tự sắp xếp thử. Sắp xếp các cái phương pháp thở oxy có hiệu quả từ thấp tới cao. Thứ nhất là cannula mũi. Thứ hai là catheter mũi. Và cái thứ ba là mask có bóng dự trữ hay có túi dự trữ. Thì các bạn sẽ tự sắp xếp cái nào là tốt nhất, cái nào là tệ nhất, cái nào là tốt vừa vừa, cái nào là tốt tốt nhất. Một em bé 3 tuổi nha, được thở oxy bằng cannula 4 lít trên phút thì bệnh nhân này nhận được FeO2 là bao nhiêu? Thì chúng ta nhớ trên 1 tuổi thì cái FeO2 mà thở cannula sẽ bằng 20 cộng 4 nhân với N nha. Tương tự một em bé 5 tuổi thở oxy 4 lít thì thật sự ra hai câu này giống hệt nhau thôi. 3 tuổi với bên 5 tuổi mà thở 4 lít thì nó cũng là công thức đó, FeO2 bằng 4 bằng FeO2 bằng 20 cộng 4 nhân với N. Rồi. Bệnh nhân thở oxy
10 lít trên phút qua mask không có bóng dự trữ có phải là phương pháp thở oxy lưu lượng cao hay không? Thì đó là cái phương pháp thở oxy thông thường hay là lưu lượng thấp chứ không phải lưu lượng cao. 10 lít nhưng thở qua mask không có bóng dự trữ là không phải là lưu lượng lượng cao. Thì đó là cái các bạn cần phải chú ý ha. Rồi, thì đó là những cái phần mà các bạn cần phải nắm trong cái bữa hôm nay. Rồi, có ai có thắc mắc gì về cái bài không ạ? Các bạn trong cái bài khó thở thanh quản, các bạn nắm thêm một số các cái nguyên nhân ha. Nãy giờ tôi đúng là tôi sẽ tập trung nhiều về cái viêm thanh quản cấp, nhưng mà các bạn cũng phải nắm thêm các cái nguyên nhân khác, ví dụ như dị vật, ví dụ như là các cái tình trạng của trẻ sơ sinh, nhà mềm sụn thanh quản, uốn ván, chấn thương, u bú ha. Rồi, ta có hỏi gì thêm không ạ? Câu này Rồi, mời bạn. dạ thầy, là trong cái phần điều trị khó thở thanh quản này có cái mục là giữ cơ thể được như thế này, ví dụ như những trẻ mà quá nhỏ khi mà nó vào viện thì nó quay khóc liên tục và nó sợ này, thì nó để mình xử trí như thế nào? À, thì thông thường chúng ta sẽ cho mẹ của bé giữ bé nha, nó có thể nằm trong lòng mẹ, nó có thể bú mẹ, vừa gắn oxy cho nó thở vừa bú mẹ và cho giúp giữ yên cho nó ngủ. Không nên sử dụng các cái thuốc ngủ, ví dụ như midazolam hay là thuốc an thần hay là các cái thuốc bật antihistamine để giúp cho nó ngủ, cái đó không cần thiết và cũng nguy hiểm cho em bé, mà là chính người mẹ của em bé sẽ giúp cho em bé nó dễ ngủ hơn thôi, dễ yên tĩnh hơn thôi nha, chứ chúng ta sẽ không sử dụng thuốc. Thì bệnh nhân có thể có vào cái cơn ngưng thở trong những trường hợp siêu hấp nặng, mà nếu chúng ta cho an thần thì chúng ta không biết được đứa này nó đương siêu hấp nặng, nó rơi vào cái tình trạng ngưng thở hay nó là do cái tình trạng là mình sử dụng thuốc ngủ gây cái tác dụng phụ cho nó sẽ rất là nguy hiểm. Dạ, cảm ơn thầy. Chào bạn. Rồi, có bạn nào hỏi thêm không ạ? Rồi, nếu không thì cảm ơn các bạn. Thì chúng ta nghỉ ha. Rồi, chào các bạn.